Thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chiều nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi diễn tập chữa cháy rừng. Buổi diễn tập diễn ra vào lúc cao điểm nắng nóng, có sự tham gia của lực lượng kiểm lâm sở tại, Ủy ban nhân dân và công an các phường xã có chung địa bàn quản lý với trung tâm cùng một số hộ dân sinh sống trong lâm phận. Tình huống giả định là có đám cháy rừng nhỏ. Lực lượng tham gia diễn tập được chia làm hai nhóm. Khi mới phát hiện đám cháy thì nhóm 1 ra dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa ngày càng bùng phát mạnh và lây lan nhanh chóng nên nhóm 2 vào ứng cứu thêm. Mọi cuộc họp và những buổi diễn tập như này là tôi đều có mặt hết. Giặc lửa là quân thù số 1, cho nên là chúng tôi rất tích cực cái phòng chống. Phương tiện và dụng cụ chữa cháy được chuẩn bị đầy đủ, từ các thiết bị hiện đại máy móc phun nước đến các phương tiện thô sơ như cào, cuốc hay cành cây. Trong quá trình tham gia chữa cháy, có còi báo động và lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ để tránh tình trạng nguy hiểm xảy ra khi người dân tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tham gia cái diễn tập này thấy rất ý nghĩa để cho ý thức cho người dân để nâng cao lên. Có thấy ví dụ như mà gặp cái sự cố cháy thì đã biết được để mà ngừa trong tối thiểu cái thiệt hại. Nhờ được có sự diễn tập và là nhờ có công tác phòng chống cháy của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa nên nó đỡ hơn, việc cháy rừng đỡ hơn. Và có những cuộc diễn tập này thì người dân nâng cao ý thức và cùng hợp tác về lực lượng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp để cùng là phòng chống cháy rừng rất hiệu quả. Công tác diễn tập chữa cháy rừng được xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy rừng, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có sự cố cháy rừng xảy ra cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, người dân sống trong và ven rừng, đồng thời rèn luyện kỹ năng thao tác chữa cháy rừng, nâng cao tính chủ động, sự phối hợp giữa các đơn vị, các bộ phận tham gia chữa cháy nhằm thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Là thông qua cái buổi diễn tập phòng chống cháy rừng này nhằm giúp cho lực lượng cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng như một số cái đơn vị liên quan như công an, các phường, hạt kiểm lâm sở tại cũng như là bà con nông dân, nhân dân sống ở trong rừng cũng như ven rừng. Thì qua buổi diễn tập này thì bà con có được cái thói quen cũng như là cái tác phong là sẵn sàng mà chủ động để mà khi có cái đám cháy xảy ra thì sẽ cùng với trung tâm để mà dập tắt nhanh chóng hiệu quả. Từ đầu mùa khô năm 2023-2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và trên lâm phận Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh nói riêng đã xảy ra một số đám cháy rừng. Mặc dù các đám cháy đã được phát hiện và xử lý kịp thời, nhưng hiện nay trước diễn biến phức tạp của mùa khô với thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài thì nguy cơ xảy ra cháy rừng gây thiệt hại là rất cao. Do đó, việc thực hiện diễn tập sẽ giúp người dân nâng cao ý thức, đồng thời góp phần giảm thiệt hại nếu có cháy rừng xảy ra.